Cô Linh ơi, cô nhìn mặt con có thấy đây không? Nhìn mặt con buồn nôn, cô nhờ. Đứa trẻ với khuôn mặt lở lói đứng ngoài cổng trường, mở lời với cô gái trẻ. Thùy Linh, 28 tuổi, là giáo viên mầm non ở Hà Nội, đáp lại nhỏ nhắn gái bằng một nụ mỉm cười thật rạng rỡ. Cô nhỏ nhắn 9 tuổi tên Phương, chỉ nặng trĩu 15 kg, mái tóc ngắn khiến đối phương dễ lầm tưởng em là một nhỏ nhắn trai. Từ câu hỏi ngô nghê của Phương, Linh biết mình sẽ là người mẹ thứ hai của nhỏ nhắn. Một quyết định táo bạo nhất cuộc đời cô gái trẻ tính đến bây giờ, mặc bao lời trách mắng và ánh mắt kỳ thị xung quanh. Linh tự sướng cùng cô nhỏ nhắn mình nhận nuôi cách đây 1 năm. Ảnh cô giáo chính xin tươi nhận nuôi đứa nhỏ nhắn lở lót mặc kệ sự kỳ thị. Cách đây 1 năm, Linh bắt gặp con nhỏ nhắn Phương. Nó khi đó mải miết nhìn vào lớp học, đứng một lúc rất lâu trước khi rời đi. Nó quan sát và hy vọng. Phụ huynh đến trường đón con, đều cố lướt thật nhanh qua Phương. Họ không muốn con họ lại gần nhỏ nhắn, vì nó lở lói, trông hơi đáng quản. Mấy ngày sau, con nhỏ nhắn Phương vẫn đứng bên ngoài cổng trường. Nó đáng yêu thương và tội nghiệp. Nó không có bố, mẹ nó mưu sinh bằng những quả bóng bay. Bản thân nó thì lở lót và còi cọc. Ai trông thấy nó lần đầu đều tỏ vẻ quảng hãi. Linh thì khác. Cô giáo trẻ không quản con nhỏ nhắn Phương, càng không kỳ thị nó. Hơn thế nữa, Linh quyết định dẫn Phương về nhà để chú tâm và dạy dỗ. Ngày trước tiên dắt Phương về, mẹ Linh tát vào mặt con gái, rồi quát mắng. Hàng xóm chỉ trỏ, con gái chưa chồng, tự nhiên đưa đứa con quăng ở đâu về, người lở lót bẩn thỉu. Mình không biết lý do tại sao lại mang nhỏ nhắn về nữa, nhưng nếu mình không làm thế, thì sẽ chẳng một ai cả. Mẹ mắng, mình hiểu được, vì bà yêu thương mình. Mình chưa lập gia đình, lại nhận nuôi một nhỏ nhắn gái đầy bệnh tật trong người. Mẹ phản ứng như vậy không có gì lạ, bà cũng chỉ muốn tốt cho mình, Linh nói. Linh đặt cho Phương tên ở nhà là Mèo, bạn dạng thân cô nhỏ nhắn cũng rất cương biệt danh đó. 9 tuổi, Mèo mắc nhiều thứ bệnh, viêm da cơ địa, thận, suy dinh dưỡng. Thiếu bố, Mèo hay hỏi du dơ, cô Linh ơi, cô biết bố con đâu không? Bố con bỏ con đi rồi cô à, nhưng chưa bao giờ con nhỏ nhắn chiếm được câu trả lời. Mèo rất đáng thương vì toàn thân lở lót. Ảnh Mèo không được đến lớp vì không có hộ khẩu. Mặc dù nhiều trung tâm từ thiện nhận dạy, nhưng chỗ nào cũng chỉ được mấy ngày phải trả nó về. Mèo tăng động, học trước bên sau, nhiều giáo viên không đủ kiên nhẫn dành cho nó. Từ ngày về sống với Linh, ban ngày, Mèo được học chữ, được cho ăn uống và bôi thuốc. Tối đến, Linh chở con nhỏ nhắn về ngủ với mẹ. Ngày nào cũng như vậy, đã hơn 1 năm nay. Mèo rất thích tự sướng, cực kỳ thích. Hầu như làm gì, nhỏ nhắn cũng bắt Linh phải tự sướng bằng được. Con nhỏ nhắn còn thích nghe nhạc và đi siêu thị. Từ lúc nuôi nhỏ nhắn, mình phải hạn chế tối đa các những sở thích cá nhân, thấy trang phục đẹp không dám mua, thèm ăn gì ngoài đường cũng nhịn, đi dậy khát nước cũng chỉ uống trà đá 3.000 đồng, tiết kiệm hết mức để mua sữa, thuốc, tiền sinh hoạt cho nhỏ nhắn hàng tháng. Có nhiều người ngỏ dự định được hỗ trợ Mèo, nhưng mình hạn chế. Mình không muốn phức tạp. Mình làm giáo viên, thu nhập thật sự rất ít, nhưng cũng đủ nuôi nhỏ nhắn. Mình sẽ theo con nhỏ nhắn cho đến khi nó biết được cái chữ mới thôi. Linh dắt Mèo đi tới bất kỳ đâu, ở đó người ta đều kỳ thị. Đi vào hàng gội đầu, cô chủ cũng không nhận làm gì quản con nhỏ nhắn lở lót. Không đứa trẻ nào chơi với nó, vì bố mẹ chúng cấm. Họ bảo đó là thứ bệnh truyền nhiễm ghê tởm. Người thân của Linh thấy thế, khuyên nhủ đủ đường, thương con nhỏ nhắn thì cho nó tiền, nhiều khi chạy qua mua gì cho nó ăn thôi. Dắt nó về nhà nuôi làm gì? Rồi sau này lấy chồng chẳng ai chấp nhận cho mày làm thế đâu, còn nhà chồng, mẹ chồng đẻ con cái ra còn phải nuôi con ruột trước, nó lây bệnh cho con mày thì sao? Ít người chấp nhận việc mày làm lắm. Mình biết chứ, mình hiểu, bởi chính mình cũng từng rất thích một người, nhưng vì mẹ của người bạn đó không chấp nhận việc mình nuôi Mèo, nên chưa kịp tò mò đã kết thúc Linh kể. Thế Linh sẽ cố chú tâm con nhỏ nhắn Mèo đến bao giờ? Rất nhiều câu hỏi tương tự như thế. Nhưng Linh không biết. Cô chỉ bảo đến một lúc nào đó, khi không còn chút trình độ xoay sở nào nữa, cô mới thôi chuyện bao đồng này. cuộc sống của mèo thay đổi từ khi bắt gặp cô giáo Linh. Mèo hay bảo cô Linh ơi, con yêu cô lắm, cô đón nhân loại ta cứ tưởng cô là mẹ con đấy. Nhưng Linh không bảo nhỏ nhắn gọi là mẹ, vì cô chỉ dạy nhỏ nhắn học, nuôi ăn chứ mình chưa thể to con để được gọi là mẹ. Hơn một năm qua, mình vẫn nỗ lực kiên trì, và mọi người cũng thôi không còn gay gắt như trước nữa. Vì mình biết, mình không làm gì sai. Mình mong mọi người mở bao la tấm lòng hơn, đừng kỳ thị những người mèo. Đáng yêu thương lắm. Căn bệnh viêm da của mèo không có thuốc chữa khỏi hoàn toàn, bị cả đời, đỡ rồi lại bị. Khó khăn mấy, mình cũng sẽ nuôi, chắc chắn. Nhiều người gọi Linh là người hùng, ít nhất là với nhỏ nhắn mèo. Còn Linh, cô không nghĩ gì cả. Có lần bị mất ví, không còn một đồng xu trong người, Linh cố vay mượn để mua thuốc, đồ ăn cho con nhỏ nhắn, thì không có cớ gì, sau này cô sẽ bỏ rơi đứa trẻ tội nghiệp đó. Linh hứa, cô sẽ theo nhỏ nhắn đến bao giờ nó biết được cái chữ tự lập mới thôi.